Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, để chủ động các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến cung cầu giá cả các mặt hàng trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Long An đã thiết lập phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là người trong vùng cách ly y tế. Theo đó, Sở Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng hóa xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, phối hợp nắm tình hình dịch bệnh các địa phương, các khu vực mà tỉnh bố trí cách ly để hỗ trợ điều phối cung ứng hàng hóa kịp thời ứng phó với dịch COVID-19. Ngoài ra, xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề thiết yếu cơ bản. Sở Công Thương cũng đã kết nối với các đơn vị uy tín, cung ứng mỗi ngày gần 4.500 suất ăn cho Bệnh viện Đa khoa Long An để phục vụ bệnh nhân, người nhà cũng như đội ngũ y bác sĩ đang bị cách ly tại bệnh viện. Tất cả nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe, không chỉ thể chất mà cả tinh thần, để các công dân yên tâm cách ly, sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh. Cái khu vực phong tỏa này thì Sở Công Thương cũng phải nhờ cái sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ của hệ thống Co-op-mart và các cái doanh nghiệp để đảm bảo là cái cung cấp kịp thời theo cái nhu cầu của cái khu vực phong tỏa với cái chất lượng và cái giá cả là coi như cũng phải chăng và ổn định. Đồng thời, Sở Công Thương cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại, xử lý nghiêm đối với các hành vi đầu cơ, găm giữ hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá trong và ngoài khu vực cách ly do dịch bệnh. Hiện tỉnh Long An đã đưa vào sử dụng 21 trên 48 khu cách ly tập trung nhằm phục vụ người dân trong những khu cách ly. Các nhóm thiện nguyện đã chung tay hỗ trợ phục vụ các bếp ăn tại đây. Nhóm thiện nguyện Hoa Sen và nhóm thiện nguyện Cần Đức phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 1,5 tấn rau củ quả, 25 thùng mì và các nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cho bếp ăn phục vụ bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế huyện Thạnh Hóa và cán bộ nhân viên y tế bệnh nhân trong khu vực này. Trước đó, đoàn cũng đã hỗ trợ bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung 5 viên thanh niên 1,5 tấn rau củ quả. Thông qua hoạt động này, các nhóm thiện nguyện muốn gửi yêu thương, sẻ chia, động viên người dân và những người phục vụ trong các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến an tâm thực hiện tốt việc cách ly và điều trị bệnh. Tại huyện Mộc Hóa, anh Bùi Tấn Quy, ngụ xã Tân Thành đã vận động 1 tấn chuối già Nam Mỹ, sau đó dùng xe ba gác vận chuyển gửi đến trung tâm y tế huyện Mộc Hóa. Khu cách ly tập trung tại xã Bình Hòa Đông và khu vực tạm phong tỏa xã Bình Hòa Trung để gửi tặng nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, các cán bộ làm công tác phòng chống dịch và người dân trong khu vực cách ly tạm phong tỏa. Không riêng anh Quy mà thời gian qua, nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn huyện của ít lòng nhiều cùng chung tay hỗ trợ các khu cách ly, khu vực tạm phong tỏa. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết mà mọi người dành cho nhau trong những lúc khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực để mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã khép lại thành công, an toàn, từ quy chế thi đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Là một trong những địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 1 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Long An đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng về cơ sở vật chất tại các điểm thi gắn với công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức thành công trên địa bàn tỉnh Long An. Tôi cho là cái quan trọng nhất là được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp rất là đồng bộ, nhịp nhàng và theo đúng những cái phương án, kế hoạch đã đề ra giữa các thành viên trong ban chỉ đạo, các sở ngành, rồi các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, sự tham gia của lực lượng tiếp sức mùa thi ở tất cả 38 điểm thi để hỗ trợ những suất ăn nghĩa tình, những chai nước miễn phí hay khẩu trang, kính chắn giọt bắn cùng nhiều vật phẩm khác tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi. Ngoài hỗ trợ các bạn ở tại các điểm thi thì cũng có thành lập các cái nhóm hỗ trợ các bạn ở các cái giao lộ
ví dụ như là hỗ trợ các bạn các cái tình huống bất ngờ như là xe của thư, rồi các bạn vì lý do nào đó mà đến điểm thi muộn thì sẽ hỗ trợ đến hỗ trợ các em đến điểm thi cho đúng giờ. Từ thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh đến bộ phận cấp dưỡng, nấu những suất ăn vừa dinh dưỡng vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi, góp phần đảm bảo sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ coi thi. Là ở đây thì nấu ăn ngày ba bữa, sáng trưa chiều cho số lượng người là 74 người. Thì lần đầu tiên thì phục vụ cho hội đồng coi thi thì mấy chị em bếp đây cũng rất là vui, rất phấn khởi. Góp phần cho thành công của kỳ thi. Việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn cho các thí sinh dự thi, mà qua đó còn minh chứng cho sự nỗ lực, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong tháng 7 năm 2021 sẽ có 8,7 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam và sẽ ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận có dịch, ưu tiên lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, ưu tiên người trên 65 tuổi và có bệnh lý nền. Việc tiêm chia thành nhiều điểm nhỏ và chia theo khung giờ thay vì tập trung điểm lớn, bố trí 30 xe tiêm chủng lưu động cho một số khu vực dân cư. Thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử phạt hành chính người ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng trong 15 ngày giãn cách theo chỉ thị 16. Chỉ thị nêu rõ, người dân được yêu cầu ở nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp như là cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ, làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao, khi ra khỏi nhà phải đảm bảo nguyên tắc 5K. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế địa phương này vừa đề xuất thí điểm cách ly F1 tại nhà ở tất cả quận, huyện và thành phố Thủ Đức, thay vì chỉ áp dụng tại các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ cao như đề xuất trước đây. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số trường hợp F1 tại thành phố đang tăng cao, yêu cầu cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế rất nghiêm ngặt nên thống nhất áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất trước đó, việc thí điểm cách ly F1 tại nhà sẽ áp dụng tại các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ cao. Mức nguy cơ thứ hai gồm các quận 3, quận 6, quận 7, quận 10, 11, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 21 quận, huyện và ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức triển khai thí điểm cách ly y tế tại nhà cho F1. Việc này nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài những giải pháp chung thì mỗi tỉnh thành đều có những chính sách biện pháp phòng dịch riêng cho địa phương mình. Tại Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố vừa ban hành nghị quyết quy định về một số chế độ chi đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Trong đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài phần chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế nếu có, đối tượng được áp dụng hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 là các trường hợp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo chỉ đạo, yêu cầu của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Theo Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng mưa lớn, trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn ở thượng lưu các sông khu vực Bắc Trung Bộ từ 3 đến 7 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ bằng mọi hình thức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân. Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương tiện ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Nỗ lực phục hồi khỏi những tác động của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đang bị đe dọa do phụ nữ đang bị loại trừ khỏi các vai trò ra những quyết định quan trọng. Cảnh báo được Liên Hiệp Quốc đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang chật vật ứng phó với những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến đời sống kinh tế và xã hội. Trong tuyên bố ngày 7 tháng 7, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc cho biết,
Nghiên cứu ở 170 quốc gia cho thấy chỉ có 6% lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 có tỷ lệ nam nữ ngang nhau. Đáng chú ý, có 11% trong số các nước này hoàn toàn không có nữ. Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, phục hồi bền vững chỉ có thể thực hiện được khi phụ nữ có khả năng đóng vai trò đầy đủ trong việc định hình một thế giới hậu COVID-19 mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo, đại dịch COVID-19 có thể đẩy 105 triệu phụ nữ và trẻ em gái vào cảnh nghèo đói vào năm 2030. Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc cũng lưu ý, nạn bạo lực gia tăng đáng báo động ở phụ nữ và trẻ em gái, cũng như tình trạng mất việc làm và thu nhập có nguy cơ đe dọa cản trở những tiến bộ về bình đẳng giới. Hôm qua, hãng Sanofi SA của Pháp và GSK của Anh đã nhận được sự phê chuẩn của các cơ quan chức năng Ấn Độ cho phép tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối cho loại vaccine ngừa COVID-19 của mình. Cơ quan đăng ký thử nghiệm lâm sàng Ấn Độ cho biết sẽ có khoảng 3.000 người trưởng thành tham gia đợt thử nghiệm này. Đây là loại vaccine dựa trên protein, tương tự như công nghệ bào chế vaccine cúm mùa của Sanofi, kết hợp với một tá dược đóng vai trò cũng có hiệu quả tạo miễn dịch. Sanofi cũng có kế hoạch thử nghiệm vaccine này như một loại mũi nhắc lại, không quan trọng mũi đầu tiên là vaccine nào. Trong lúc làn sóng COVID-19 thứ 3 đang càn quét nước Nga, với số ca tử vong mỗi ngày liên tiếp tăng kỷ lục, một vấn đề khác đang nổi lên không kém phần nghiêm trọng là thị trường chợ đen giấy chứng nhận tiêm chủng giả cũng đang phát triển rầm rộ. Cảnh sát thủ đô Moscow đã tiến hành hàng chục cuộc điều tra hình sự nhằm triệt phá hoạt động làm giả này. Theo cảnh sát Moscow, ít nhất 32 vụ làm giả giấy chứng nhận tiêm phòng đã được phát hiện. Tháng trước, cảnh sát cũng thông báo đã truy tố 24 đối tượng sản xuất giấy chứng nhận tiêm chủng giả. Các giấy chứng nhận giả này được rao bán với giá từ khoảng 70 đến 200 đô la Mỹ. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra hoạt động làm giả mã QR trong bối cảnh chính quyền thành phố mới đây triển khai hệ thống quét mã QR tại các nhà hàng ăn uống dành cho các khách hàng đã được tiêm phòng gần đây hoặc đã khỏi bệnh. Kể từ khi triển khai chương trình tiêm chủng vào tháng 12 năm 2020, đến nay mới có khoảng 13% dân số Nga tiêm phòng đầy đủ. Ủy ban châu Âu cho biết từ ngày 9 tháng 7, Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ sẽ công nhận chứng nhận tiêm phòng ngừa COVID-19 của nhau. Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu đã quan ngân việc giới chức Thụy Sĩ quyết định triển khai hệ thống dựa trên chứng nhận kỹ thuật số về tiêm phòng COVID-19 của Liên minh châu Âu. Chứng nhận này cho phép công dân Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ di chuyển tự do và an toàn hơn trong kỳ nghỉ hè này. Chứng nhận của Liên minh châu Âu thực chất là một mã QR trên điện thoại và dưới dạng văn bản giấy nhằm thể hiện tình trạng tiêm phòng COVID-19 của người sở hữu, cũng như cho biết người đó đã khỏi bệnh hoặc gần đây đã có xét nghiệm âm tính. Bằng chứng tiêm chủng hoặc đã có miễn dịch thông qua một chứng nhận được công nhận có thể giúp người dân đi lại không vấp phải các biện pháp hạn chế như cách ly khi nhập cảnh. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn chịu trách nhiệm về quy định biên giới của nước mình và bảo lưu quyền áp đặt kiểm soát khẩn cấp nếu tình hình dịch bệnh tăng trở lại. Cung điện Buckingham ở trung tâm thủ đô London của nước Anh bắt đầu mở cửa khu vườn trong khuôn viên cung điện cho du khách tham quan từ hôm nay 9 tháng 7. Theo đó, lần đầu tiên du khách sẽ được khám phá khu vườn trong dinh thự chính của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trong thông báo, từ nay tới tháng 9, khách tham quan có thể tản bộ và chiêm ngưỡng khu vườn rộng gần 16 hecta. Những nhân viên chăm sóc khu vực cũng sẽ sẵn sàng có các cuộc trao đổi thông tin với du khách, trong khi trẻ em có thể tham gia các hoạt động mỹ thuật và thủ công vào một số ngày nhất định. Du khách cũng sẽ có cơ hội hiếm có được tổ chức picnic trong khu vườn hoàng gia trong khuôn khổ chuyến tham quan của mình. Quang cảnh khu vườn này vốn được duy trì từ những năm 1820 khi vua George đệ tứ quyết định biến diện Buckingham thành một cung điện. Trong khu vườn hiện nay có hơn 1.000 cây xanh và khoảng 320 loài hoa cỏ khác nhau. Các sự kiện thi đấu Olympic của thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Chiba, Kanagawa và Saitama ở Nhật Bản sẽ diễn ra mà không có khán giả. Ban tổ chức đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ này chỉ 2 tuần trước khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc. Quyết định trên được nhất trí trong cuộc họp tại Tokyo giữa Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế và đại diện của các bên chịu trách nhiệm tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo chỉ một ngày sau khi thủ đô của Nhật Bản ghi nhận tới 920 ca mắc mới COVID-19. Điều này đã buộc chính phủ Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo cho tới ngày 22 tháng 8, tức là trong suốt thời gian diễn ra Olympic.
Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 tới, trong khi Paralympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 15.000 vận động viên và khoảng 78.000 quan chức nhân viên của các đoàn thể thao từ khắp nơi trên thế giới tham gia các sự kiện thể thao này.